Hai, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây, lại là mình đây. Thì cái video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chiết nước hoặc là bất kỳ một cái chất lỏng nào đó ra một cái chai ha các bạn. Hả? Thì trường hợp cái thùng nó bự như vậy mà để chiết á, thì các bạn nhấc lên cao và chiết vô đây. Thứ nhất là nó đổ ra ngoài, thứ hai là nó rất là tốn sức của mình, nó nặng á mấy bạn. Ha. Nên là hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách chiết đơn giản nhất nha. Mấy bạn chuẩn bị cho mình một cái ống mũ như thế này ha. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ mở nắp ra ha. Đó, mấy bạn mở nắp ra như vậy. Rồi, mấy bạn sẽ đặt một đầu của ống mũ vô cái bình lớn này. Ha, mấy bạn chọt tọt xuống luôn ha. Rồi. Rồi, sau đó thì mình sẽ chùi cái đầu còn lại cho sạch nha. Mình lấy đầu mình chùi cho sạch ha. Các bạn lấy một cái khăn, các bạn chùi cho sạch. Tại vì khi mình để bụi bặm nữa, mình hoặc là nó dính cái gì mình không biết á. Mình chùi lại, mình chùi cho sạch như vậy. Được chưa? Rồi, sau đó các bạn sẽ kê miệng vô và mấy bạn hút nó lên ha. Đây, mình sẽ hút nó lên. Đó mấy bạn. Đây, mình hút nó lên được rồi nè. Sau đó mấy bạn dùng cái ngón tay mấy bạn bịnh nó lại và mình mở nắp này ra. Mình cho nó vô. Được chưa? Rồi, thế là mấy bạn thấy không? Nó đang nhiễu nước từ từ nè. Khi mà đầy bình rồi thì mấy bạn sẽ bóp cái đầu nó lại thế này. Rồi mình rút nó lên như vậy. Đó, được chưa? Không có đổ ngoài nha các bạn. Thế là mình chiết thành công. Đó. Đây là cái cách chiết nước của mình đó các bạn ha. Hoặc là chiết cái gì mà chất lỏng á thì mấy bạn nên chiết theo kiểu này ha. Chiết bằng cái cọng ống như thế này. Rồi, hy vọng là các bạn sẽ thực hiện thành công ha. Nếu mà đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây thì các bạn cho mình xin một lượt đăng ký và một like để mình có động lực mình ra nhiều video hơn để gửi đến các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ha.